Cái điều đặc trưng nhất của thương hiệu điều hòa Daikin và Panasonic là nó tạo ra một chất lượng không khí hoàn hảo. Đối tượng khách hàng mà hai thương hiệu này nhắm tới chính là những người có điều kiện kinh tế, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống cao. Nó vượt qua những cái giới hạn về chạy êm, độ ồn, khả năng tiết kiệm điện, khả năng làm lạnh. Và cái đỉnh cao mà nó theo đuổi chính là Panasonic thì theo đuổi công nghệ Nano X, công nghệ độc quyền. Còn của Daikin là công nghệ Streamer. Cái công nghệ này, mục đích của nó là sử dụng điện áp cao để phóng những cái tia lửa điện vào những cái nguyên tử nước H2O hoặc là oxy và nitơ trong không khí để giải phóng ra các gốc hydroxin tự do, chính là các gốc ion âm OH trừ. Tôi chỉ ra cụ thể cái bộ phát ion âm của điều hòa Panasonic công nghệ Nano X đây này. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới bên phải của cái dàn lạnh chưa ạ? Nó có một cái bộ phát, đó chính là cái kim phun đấy ạ. Khi mà hơi nước trong không khí nó ngưng tụ vào đầu của kim phun thì nó sẽ sử dụng điện áp cao phân ra nguyên tử nước H2O và giải phóng ra các OH trừ khuếch tán vào trong không khí. Các gốc ion âm này nó sẽ theo làn gió đi đến khắp các vị trí trong phòng, đến các khe cửa, tay nắm cửa, thậm chí là thấm sâu vào lõi sợi vải. Các bạn biết là tất cả những cái bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, virus, nấm mốc, tác nhân gây dị ứng có hại này kia thì nó đều mang điện tích dương. Vì vậy là các cái ion âm này khi nó bắt gặp thì nó sẽ hút cái nguyên tử hydro, vô hiệu hóa cái bọn có hại này và nó tái tạo ra nguyên tử nước H2O, nó giúp duy trì và cân bằng độ ẩm trong phòng. Thị trường Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á thì thông thường khi vào mùa hè thì độ ẩm nó vào khoảng tầm trên dưới 80%. Vậy thì khi làm lạnh thì cái dàn lạnh của điều hòa đây, cái dàn lạnh đây ạ, nó có nhiệt độ lạnh hơn trong phòng, vì thế là cái hơi ẩm trong không khí nó ngưng tụ vào đây, nó rơi xuống cái máng và chảy ra ngoài. Như vậy là nó làm giảm độ ẩm. Nhưng tuy nhiên những cái nguyên tử nước nó lại đọng vào cái bộ phát ion ở đây ạ. Các bạn có nhìn thấy cái kim nhỏ li ti đây không ạ? Đó. Khi mà nguyên tử nước nó đọng vào đấy thì nó sẽ phóng điện và tạo ra gốc OH trừ. Cái gốc OH trừ này nó không chỉ là có tác dụng là vệ sinh cái dàn cho nó sạch rồi là tinh lọc không khí này kia, mà nó còn có một tác dụng nữa. Đó là nó giúp cho cơ thể tăng cường khả năng hấp thụ oxy. Các bạn sẽ thấy mình thoải mái, minh mẫn hơn khi vận động trong môi trường nhiều cây xanh. Đấy chính là cái khả năng hấp thụ oxy trong cơ thể nó cao lên, nó tuần hoàn máu tốt hơn và oxy lên não cũng nhiều hơn, mình sáng tạo và minh mẫn hơn. Trong quá trình quang hợp của lá cây ngoài thiên nhiên kia thì cái bề mặt lá cây nó cũng gây ra hiện tượng phát xạ và nó cũng giải phóng ra các gốc ion âm này. Thì đấy, những cái điều cao cấp nó giải phóng ra các cái ion âm. Và đây mới là cái giá trị cốt lõi và đích thực của điều hòa cao cấp. Chứ còn nói về khả năng tiết kiệm điện gì, các bạn biết là tiêu chuẩn Việt Nam 7830 năm 2015, điều hòa 9 và 12.000 BTU tiêu thụ một đơn vị điện đem lại 4,2 W nhiệt lạnh thì đã đủ tiêu chuẩn để đạt mức tiết kiệm điện 5 sao rồi. Nhưng Panasonic đỉnh cao nhất tiêu thụ 1 W điện tạo ra 7.70 W lạnh, của Daikin tiêu thụ 1 W điện đem lại 7.64 W lạnh. Như vậy là nó còn vượt mức tiêu chuẩn tiết kiệm điện 5 sao thêm khoảng 40% nữa, chứ không so với mức tối thiểu làm gì cả. Còn về độ ồn thì đâu đó cái dàn lạnh của nó mức độ tối đa chỉ lên đến 19-20 decibel. Còn dàn nóng mà khi hoạt động êm nhất nó chỉ 42-44 decibel. Các bạn hình dung này, tiếng la rơi 20 decibel. Độ ồn trong phòng, trong thư viện là 40 decibel. Để đủ hiểu là cái mức độ tiết kiệm điện, mức độ chạy êm của nó như thế nào. Nhưng trong thực tế thì ảnh hưởng đến độ ồn thì nó còn về kỹ thuật lắp đặt, còn vị trí lắp đặt, còn yếu tố thực tế này kia thì nó còn ảnh hưởng đến độ ồn. Còn nếu bạn hỏi là mỗi giờ tiêu thụ hết bao nhiêu tỷ điện thì như này. Thực ra trong tài liệu kỹ thuật ấy, các hãng uy tín như Panasonic và Daikin nó đã nói hết rồi. Chẳng qua các bạn đọc có hiểu hay không thôi. Ví dụ như bộ điều hòa FTKF là dòng 9.000 loại rẻ tiền inverter một chiều của Daikin chẳng hạn, thì khi mà máy nó chạy ở công suất là full tải 100% thiết kế là tạo ra 9.200 BTU đơn vị lạnh trong một giờ, thì nó tiêu thụ là 650 hay 750 W thì đó tôi không nhớ. Thì các bạn chia ra thì đã biết được là một tạo ra một đơn vị lạnh thì nó là bao nhiêu điện năng rồi chứ còn gì nữa. Tuy nhiên là trong thực tế thì không phải máy lúc nào nó cũng chạy full tải đó. Vì thế trong ngành nó có một cái quy ước riêng, một cái quy định riêng là tính theo tỷ lệ là bao nhiêu thời gian tính
phun tải 100%, bao nhiêu 75%, 50%, 25% hoặc là cực tiểu thì nó mới ra một cái hệ số nữa là hiệu suất năng lượng toàn mùa xe SPF. Thì đấy, cái hiệu suất năng lượng toàn mùa xe SPF cao nhất của Daikin là 7.64, còn của Panasonic là 7.70. Thực tế nữa thì Daikin họ cũng đã có những cái kết quả kiểm định về khả năng tiết kiệm điện rồi đấy ạ. Ví dụ như là bộ điều hòa 9000 một chiều FTKB25XVMV của họ chẳng hạn. Họ đã thử nghiệm của trung tâm kiểm định Quartet 3 thành phố Hồ Chí Minh, nó chạy 8 tiếng liên tục hết 850W. Còn các bạn mà hỏi vặn là chạy trong điều kiện nào thì thực tế cái đấy thì phải hỏi Quartet 3 thì mới biết được. Nhưng nó đã uy tín đến mức độ đấy rồi thì ta cũng phải có niềm tin nhất định, đúng không ạ? Còn thực tế thì các bạn có thể cắm điều hòa cho nó chạy và đo dòng rồi nhân lên. Nhưng như thế thì nó chỉ nói lên được, bạn chỉ tính ra được là cái thời điểm đấy nó tiêu thụ điện khoảng bao nhiêu thôi. Nhưng bạn lại không đo được là cái đầu ra nó sản sinh ra bao nhiêu nhiệt lạnh, đúng không ạ? Thế thì nó cũng không dẫn đến chính xác. Còn họ đã có tất cả những cái quyết định. Những nhà sản xuất uy tín toàn cầu này là họ cung cấp điều hòa trên khắp thế giới. Và tôi đã lấy những cái thông số kỹ thuật trên cả tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt, như vậy là hoàn toàn tin cậy. Để được tư vấn chi tiết về những cái sản phẩm điều hòa cao cấp như Panasonic và Daikin, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.